Cua đồng, bà con ta biết là cua đồng rất tốt phải không bà con? Cua đồng là ăn vô tốt lắm, nhưng mà không phải tốt lắm, tốt quá mà ai ăn cũng được. Riêng có những người thế này, vui lòng đừng ăn cua đồng để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Những người không nên ăn cua đồng là những người bị hen, gút, đau bụng, tiêu chảy, viêm thận, suy thận, cá đồm, nôn mửa. Những người này bà con ta ăn cua đồng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu đi cho sức khỏe, không tốt gì cả. Cho nên những người này vui lòng đừng ăn cua đồng bà con à. Đó là những người bị hen, bị gút, đau bụng, tiêu chảy, viêm thận, suy thận, có đờm, nôn mửa là vui lòng, vui lòng đừng ăn cua đồng bà con nha. Còn ngoài ra là cua đồng nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó tốt cho sức khỏe đó. Nhưng mà không nên ăn cua đồng cùng với mật ong, nước trà, các loại quả như cam, quả hồng, cần tây, thức ăn lạnh, dưa bể, dưa lê. Mà ăn rồi thì những thứ này nó sẽ tốt cho gân, cho xương, nó phong diệt, trừ được mụn độc lở, huyết kết thống. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Chúng ta chỉ nên ăn một ngày không quá 10 mg, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Không phải tốt là ta ăn cua đồng bao nhiêu cũng được, ăn một ngày không quá 10 mg, ăn một ngày không quá 10 mg, ăn liền 6 ngày, ta ăn liền 6 ngày thì ta nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn cua đồng bà con nha. Chúc bà con vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi.